Xin chào quý vị và các bạn. Từ khi về đội làm việc, Tuấn ngày càng phát hiện ra những bí mật xung quanh người thân của mình. Mấy ngày hôm trước, anh vừa phát hiện ra mẹ của anh có liên quan tới cái chết của mẹ ruột. Thì trong video ngày hôm nay, anh phát hiện ra, ngoài anh ra, bố anh còn có thêm một cậu con trai nữa, đó là Vương, nạn nhân trong vụ án mà anh đang điều tra. Tuấn rất sốc khi biết sự thật này. Con gọi bố ra đây có việc gì? Không phải lúc sáng bố con mình nói chuyện rồi sao? Có việc gì con nói luôn đi, lát bố con ra cảng kiểm hàng. Con muốn hỏi bố một vài chuyện có liên quan tới vụ án mà con đang tiếp nhận. Chẳng phải hồi sáng con yêu cầu bố không được can thiệp vào công việc của con sao? Bác Phan có nhờ bố nói chuyện với con về việc thằng Cường. Chưa kịp nói thì con đã ngắt lời bố rồi. Thế có chuyện gì con nói đi. Tuấn ngập ngừng hỏi bố. Bố, ngoài mẹ ruột của con và mẹ bây giờ, bố còn qua lại với người đàn bà nào nữa không? Vừa nghe con trai hỏi, bố Tuấn khá bất ngờ với câu hỏi của anh. Ông là người có quan hệ rộng, nghề của ông không tránh khỏi những lúc va chạm với phụ nữ trên bàn nhậu. Nhưng để nói đến mối quan hệ nghiêm túc, ngoài mẹ ruột của Tuấn với người phụ nữ bên cạnh hiện tại, ông không có mối quan hệ nào mập mờ cả. Con hỏi bố như vậy là có ý gì? Con cũng thừa biết đặc thù công việc của bố, tiếp xúc nhiều người, gặp gỡ đối tác. Con muốn nói điều gì cứ nói thẳng ra. Vậy con không vòng vo nữa. Bố, ngoài con ra, bố còn người nào khác không? Khi nghe Tuấn hỏi vậy, bố anh đang uống ngụm trà suýt sặc. Con nghĩ bố sống buông thả vậy sao? Ngoài con ra, bố không có thêm đứa con nào nữa cả. Vậy bố có biết Vương, nạn nhân trong vụ giết người mà con đang điều tra không? Nhắc đến Vương, mặt ông trở nên biến sắc, tái mét. Ông lưỡng lự đáp. Làm sao mà bố biết được cậu ta? Bố còn chưa bao giờ gặp cậu ta. Dạo gần đây, cậu ta bị sát hại, bố mới biết trên báo. Bố đừng nói dối con nữa. Con đã biết hết sự thật rồi. Tại sao bố không thành khẩn chút nào? Bố nên nhớ, con là cảnh sát điều tra. Muốn điều tra một ai đó nói dối không hề khó. Bố xin con, đừng để cho mẹ con biết chuyện này. Nếu mẹ con biết chuyện này, mẹ con sẽ giết bố mất. Con có muốn gia đình mình tan nát vì đứa con rơi này không hả? Bố, tại sao bố lại tàn nhẫn như vậy? Vương cũng là con của bố, giọt máu của bố mà. Tại sao khi bố biết cậu ta chết, bố không tìm cách tới nhận xác cậu ta? Bố có biết là đến hiện tại, tro cốt của Vương vẫn chưa có người nào đến nhận để mai táng không? Con không nghĩ bố lại máu lạnh như vậy. Sau khi Vương chết, đội của Tuấn tiếp nhận vụ án. Ngoài việc tìm ra thủ phạm, đội anh còn có nhiệm vụ liên hệ với người thân gia đình Vương đến để nhận thi thể sau khi hoàn tất nhiệm vụ khám nghiệm tử thi. Thông qua tin của các thành viên trong nhóm City Boy, chưa có ai đã từng gặp hay tiếp xúc với những người nhà của Vương. Họ chỉ nghe Vương kể là bố mẹ anh ở nước ngoài. Ở Việt Nam, Vương không có người thân nào. Chính vì vậy, dù anh ta đã chết cách đây một tuần, đội của Tuấn vẫn chưa tìm ra được thông tin liên hệ với người nhà của Vương để báo cho họ nhận xác. Không còn cách nào khác, cấp trên đã ra lệnh trước hết mang xác của Vương đi theo, rồi gửi vào nghĩa trang. Khi nào người ta đến nhận thì làm thủ tục trả xác cho người nhà. Nhân vật Vương có lai lịch vô cùng bí hiểm. Không ai biết được rõ nguồn gốc lai lịch của anh ta. Cảnh, tôi giao cho cậu điều tra, tìm cách liên hệ với người nhà của nạn nhân. Khi có thông tin, trực tiếp báo cho anh Tuấn. Sau khi kết thúc cuộc họp, Tuyển giao nhiệm vụ cho Cảnh. Đang ở trong phòng làm việc, nghe tiếng gõ cửa, Cảnh hớt hải chạy vào báo tin cho Tuyển. Anh, em tìm được người nhà của nạn nhân Vương. Tốt, nhiệm vụ của cậu bây giờ là liên hệ tới họ để họ về nhận xác. Nhưng mà người này là người quen của chúng ta anh ạ. Nghe Cảnh nói vậy, Tuyển vô cùng ngạc nhiên. Là ai mà lại quen? Thưa anh, có vẻ như bố của Tuấn quen biết nạn nhân Vương này. Theo em điều tra ra thì Vương chính là con trai của bố anh Tuấn. Cái gì? Cậu tìm hiểu có chính xác không vậy? Tuyển vô cùng ngạc nhiên và hỏi lại. Chính xác anh ạ. Em có trích xuất camera ở chung cư mà Vương đang ở. Thời gian gần đây, bố anh Tuấn xuất hiện liên tục trước nhà của Vương. Ngoài ra,
Em đã truy cập vào điện thoại của Vương. Có một số tài khoản thường xuyên chuyển tiền cho Vương, số tiền không hề nhỏ. Trả ra thì đúng là số tài khoản của bố anh Tuấn. Thôi được rồi, cậu để tài liệu xuống đây. Cậu đi điều tra lại thông tin xem có chính xác không cho tôi một lần nữa. Mà này, tạm thời đừng nói với Tuấn. Cứ để tìm được thông tin chính xác rồi hãy nói. Dạo này Tuấn có vẻ mệt mỏi. Vụ án này liên quan tới người thân của Tuấn. Cậu ta đang rất đau đầu rồi. Đừng để cậu ta phải suy nghĩ thêm. Vâng anh. Cảnh đòi thế, rồi để tập tài liệu trên bàn phòng tuyển. Nếu không phải hôm qua tuyển về muộn, được chị Lan nhắc ngày sinh nhật của con gái, thì tuyển chắc chắn cho tài liệu này vào tủ khóa lại. Nhưng do về gấp quá, anh vội quên mất, không cất, thì sáng nay Tuấn vào phòng làm việc của anh, mang tài liệu và kết quả khám nghiệm tử thi cho sếp, đã vô tình đọc được. Ngay sau khi biết được sự thật đó, Tuấn đã vội vàng gọi bố ra quán cà phê để nói chuyện cho rõ ràng. Thật ra, việc có Vương là ngoài ý muốn của bố. Đợt đấy là đợt bố đang ở Đông Âu để khảo sát tình hình thực tế. Bố được đối tác dẫn đi nhậu, do quá chén nên có qua đêm với một người phụ nữ. Cô gái này là người Nga. Sau đêm ấy, cô ấy cũng mất liên lạc. Bố, tại sao bố lại trăng hoa như vậy? Tuấn gắt lên. Bố qua lại với hết người phụ nữ này tới người phụ nữ khác, có thấy thất vọng với bố quá. Bố xin lỗi, chỉ xin con đừng nói cho mẹ con biết. Nếu bà ấy biết, sự nghiệp của bố sẽ tan thành mây khói mất. Sự có mặt của mẹ con đã làm cho bà ấy điên lên một lần rồi. Lần này, biết bố có thêm một đứa con rơi nữa, mà là tên nghiện ngập ăn chơi, bà ấy không tha cho bố đâu. Việc bây giờ không phải là con có giấu mẹ giúp bố hay không, mà là thông tin đó đã được đưa vào tài liệu điều tra. Bố nghĩ mẹ là tổng biên tập của một tờ báo của một tỉnh mà không biết sao. Con nghĩ bây giờ mẹ đã biết rồi đấy. Việc bây giờ của bố là ngay lập tức liên hệ với phía công an, nên làm thủ tục mai táng cho Vương. Dù gì cậu ta cũng là con của bố, là giọt máu của bố. Bố không thể nào phủi tay xem như chưa từng có quan hệ gì. Không, bố sẽ không thừa nhận đứa con đó. Bố không thể có một đứa con hư hỏng như vậy. Con biết không, nó còn từng đe dọa tống tiền bố, nếu không sẽ tiết lộ sự thật. Trước đây, vì con và mẹ con nên bố phải sợ. Rồi nó chết rồi, bố không còn gì phải lo lắng nữa. Tuấn cố gắng khuyên bố mình đến cơ quan công an để làm đơn xác nhận cho Vương về mai táng. Dù gì đó cũng là con của bố anh, và Vương chính là em trai cùng cha khác mẹ với anh. Anh không thể nào dương mắt nhìn bố mình làm trái với đạo lý như vậy. Nghĩa tử là nghĩa tận, anh cũng nên làm điều gì đó cho người em trai tội nghiệp của mình. Sau khi biết chuyện bố Tuấn còn có con rơi ở ngoài, mẹ anh sẽ thế nào? Tuấn có thuyết phục được ông tới nhận cho cốt của Vương về mai táng, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!